Good morning tất cả các bạn, có lời gửi thăm sức khỏe đến các bạn. Hôm nay đã là ngày thứ 5, gần chừng ngày thứ 6. Cuộc hành trình của Khánh Dư vẫn tiếp tục, hôm nay đang đến một địa điểm gọi là rừng núi của tiểu bang Colorado Denver, và đang ở trên những quả núi, dãy núi của Rocket Mountain. Và bây giờ đây là những hình ảnh, mời các bạn chiêm ngắm những cảnh núi đẹp hùng vĩ nha các bạn. Mát lắm, ở trên đây khoảng 60 mấy độ, mát và không khí rất là trong lành. Chúng ta hãy đến đây nha các bạn. Thấy chưa, đẹp không? Lát nữa mình sẽ lên cái này, khoảng cỡ 14.000 feet, trên 14.000 feet là độ cao nhất trong dãy núi gần thành phố Denver ha. Dưới kia là những ngôi nhà nghỉ ngơi, nghỉ mát. Chúng ta mướn căn nhà ở dưới đó để chúng ta ở vài bữa, để chúng ta xem những cảnh rừng núi đó mùa hè. Còn mùa đông thì mình tới đây xem tuyết, trượt tuyết. Không, mỗi mùa có cái thú vui của nó. Khí hậu rất là mát. Họ thấy chưa? Nha, chúng ta hãy dành thời gian, và ai thích đi bộ thì đây là đi bộ, đi dạo. Không, cho nó vừa tạo cho mình có cái khoảng trống để mình suy nghĩ về cuộc sống, rồi đi bộ, dạo bộ, rồi tham quan những cái nơi như thế này. Đẹp lắm các bạn. Lý tưởng, rất là lý tưởng mát. Không? Không. Đó. Những tảng đá rất là to. Không? Đây. Đây, đó, đây là nơi mình tới. Rồi. Vậy nha các bạn, hãy có thời gian, chúng ta hãy đến đây ha, tham quan những cái cảnh đẹp. Thời gian ở nhà, cuộc sống chúng ta vất vả, thăng trầm, lo nghĩ, lo lắng, thì chúng ta muốn dành những khoảng trống thời gian để chúng ta không phải cái gì hết. Thì đấy là bờ hồ bát ngát, dãy núi xanh tươi, những quả đồi không, rừng thanh, rừng xanh, quá đẹp, quá đẹp, đẹp lắm các bạn. Quá mát. Rồi, thôi nhá. Chào các bạn. Chúc các bạn luôn có thật nhiều sức khỏe, niềm vui trong cuộc sống. Buồn hay vui, chúng ta vẫn cho nhau những nụ cười, những ánh mắt và những cảm xúc để chúng ta nói với những người xung quanh là chúng ta rất yêu thương và quan tâm họ. Dù cuộc sống này chúng ta có gặp những trở ngại, gặp những khó khăn, gặp những điều chúng ta không ưa thích, hoặc là những người không thích chúng ta, nhưng cuộc sống này chúng ta vẫn phải sống, sống cho mình, sống cho người khác. Đừng vì những ghen tương, đừng vì những cái hận thù trong lòng của mình mà chúng ta quên đi cuộc sống này đáng phải sống, đáng phải trân trọng nha các bạn. Có người thương, có người ghét, đó là chuyện thường tình trong cuộc sống, đúng không? Rồi một mai chúng ta nằm xuống, cũng có người thương, cũng có người ghét. Và từ cái ghét đó, chúng ta nhận ra cuộc sống này cần phải quan tâm. Và cuộc sống này có người thương thì chúng ta hãy trân quý, và trân quý một cách thành tâm, một cách yêu mến, thì cuộc sống này chúng ta mới cảm thấy đáng sống, và tâm hồn của chúng ta sẽ nhẹ nhàng, phải không các bạn? Dù các bạn là ai đi nữa, dù các bạn giữ bất cứ một cương vị nào, một chức vụ nào, thì các bạn cũng hãy
sống một cách khiêm nhường. Khiêm nhường để chúng ta tha thứ, khiêm nhường để chúng ta yêu thương được không các bạn? Điều đó đôi khi chúng ta nghĩ nói rất dễ nhưng làm rất khó. Nhưng nói được và làm được, nhưng nhờ ơn Chúa, nhờ ơn trên ban cho chúng ta. Vì cuộc sống này chúng ta đều cần có nhau nha các bạn. Cầu chúc cho các bạn thật nhiều sức khỏe và hẹn các bạn trong những hành trình nghỉ hè của Khánh Dư năm 2021.